Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay cửa hàng em lên video giới thiệu cho bác là 11 cái máy cưa cực kỳ là xuất sắc các bác nha. Hệ gia đình khai thác đều có luôn. Thì đầu tiên em có Makita này, tay cụt Echo 332, Makita Shinawa Echo 41. Đó, V3501 này. Komatsu Shinawa 381 cho các bác nhá. ST này đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Đó, các bác xem video cho em like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Thông hàng là 0862 567 746, xem có liên kết sử dụng ở Zalo bác nhá. Thì đầu tiên sản phẩm của bác mua cưa gồm là rũa tip và tô vít này, ba món theo kèm. Đó, lô máy rất là đẹp luôn, lô chữ E các bác nhá. Đó, bên em bán ship hàng toàn quốc này. Đây là bác được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái, bảo hành cho các bác là 9 tháng nhá, nòng điện bơm nhớt. Đó, lô này lô chữ E. Đó, số 1 thì em có một cây Makita này. Con này là Makita MD335. Đó, con này thì công suất rơi vào 35cc các bác nhá. Con này hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, lam mặt cắt là 35, lam 40, xích là chạy xích trùng 91, làm của nguyên chữ Makita nhá. Cái dòng Makita này bác cắt gia đình và còn đi khai thác gỗ tầm trung nhá, gỗ vanh ở 40, 50 thoải mái luôn. Đặc biệt là dòng Makita nó nghiêng về độ lại sắc cực kỳ là cao, máy móc thì liền lạc. Đó, lốc nhôm này, hàm rồng này, đó cực kỳ là sắc nét luôn nhá. Đó, cắt gia đình con này rất là ngon luôn. Đó, con này giá rất là rẻ, 1.100.000 bao ship toàn quốc, 1.600.000 các bác nhá. Đó, máy chỉ trọng được 5 kg. Đó, cực kỳ nhẹ nhàng. Rồi, nhét nổ luôn cho bác à. 1.600.000 thôi. Đó. Em luôn. Đó, máy được trang bị là bên năng phụ nữa các bác nhá. Con em một giá là 1.600.000 bao ship. E2 thì có một cây Echo này, con Echo GC32. Đó, thích hợp cho mình cắt leo trèo tỉa cành, các bác làm những công việc trên cao. Đó, lam mặt cắt là 35, lam 40, xích là chạy xích trùng 91, lam còn chữ Echo các bác nhá. Có luôn đang xích chạy lam này, hai ốc giữ lam. Cái dòng 332 này thì rất là nhỏ nhẹ luôn. Đó, trọng lượng chỉ rơi vào 4,3 kg. Đó, bác nào cắt gia đình rất là ngon nhá, leo trèo tỉa cành. GC302, đó, Make in Japan này. Đó, con này bác sử dụng một tay là hai tay đều rất là thuận tiện nha. Đấy, máy rất là nhỏ nhẹ. Đó, máy chở con nào mình cánh mà chị em phụ nữ tham khảo nhá. Đó, tháng trước hoạt động bình thường, hơi hám này giật rất là nhạy nổ luôn. Đó, máy móc nguyên zin nguyên bản, cực kỳ là xuất sắc luôn bác nhá. Máy được trang bị bơm thăng phụ nữa này. Đó, siêu nhẹ nhàng nhá, đời cái bạc tiền công suất rất là khỏe. Con này hai giá là 2 triệu bao ship. Đó, test nổ cho bác này. Đó. Giá là 2 triệu bao ship, máy móc nguyên zin nguyên bản cực kỳ là xuất sắc luôn các bác nhá. Rồi tiếp theo con số 3 thì em cũng cái Echo này. Echo này là Echo 332, dòng cắt tầm trung của bác nhá. Đó, con này rất đẹp luôn. Đó, con này thì được trang bị lam mặt cắt là 35, lam 40, xích là chạy xích trùng 91 các bác nhá. Hai ốc giữ lam. Echo thì nó nghiêng về độ bền cực kỳ là cao bác nhá. Đó, cánh bác nào đi khai thác cả ngày thì cứ lên tham khảo dòng Echo này. Đó, trọng lượng nó chỉ rơi vào 5 kg. Đó. Máy hơi hám giật con này rất là nhạy nổ luôn, máy nóng một chút thôi các bác nhá, giật rất là nhạy nổ luôn. Bác đi khai thác gỗ vành là tầm 40 các bác nhá. Đó, Echo. Đó, Echo 332. Đó, Make in Japan. Trọng lượng này máy chạy rất là đầm luôn, tua cao. Đó, đời 332 này tua chạy cực kỳ là cao bác nhá, chạy rất là thoát máy luôn. Đó, con E3 giá là 2 triệu bao ship. Đó, test nổ cho bác này. Đó, giật con này thì rất là nhạy nổ luôn. Rất là êm luôn các bác nha. Tua này cực kỳ là cao. Còn E3 giá là 2 triệu bao ship Echo 332. Tiếp theo cây E4 thì em có một cây Makita. Này là Makita M3201M các bác nhá. 32 3cc, dòng cắt tầm trung. Con này là Makita đời cao, làm mặt cắt là 35, làm 40, xích này chạy xích trung 91 các bác nhá. Thắng thì con này hoạt động bình thường. Đó, cái dòng 33 3201 này đời 4 số, có bổ sung là trục giật trợ lực lớn này.
thích hợp bao mình có tuổi nha, hoặc bao nào mình khó tính này. Đó, máy móc liền là thắng nếu hoạt động bình thường này. Đó, máy được trang bị là bơm thăng phụ nhá. Đó, Makita chắc chắn nó nghiêng về độ lệch sang cực kỳ là cao rồi các bác nhá. Đó, bô là bô giảm thanh cách âm này. Đó, hàm rồng lực lốc liệt cực kỳ là đẹp. Đó, trọng lượng của máy đang rơi vào 4,8 kg nha các bác nhá. Đó, bác nào mà chưa xài cưa bao giờ thì cứ lên thảo dòng căn E4 này. Đó, Makita chạy bao loại sang, đó trục giật làm giật lò xo này. Đó, cực kỳ là chắc luôn cho bác nhá. Đó, hàm rồng máy móc nguyên zin nguyên bản cực kỳ là sắc nét luôn. Đó, con E4 giá là 2.100.000 bao ship. Đó, test nổ cho bác này. Giật con này rất là nhẹ nhàng thôi. Giá là 2.100.000 bao ship nhé các bác nhé. Rồi tiếp theo con E5 thì em có một cây Shinawa này, Shinawa Shortline 1035S. Đó, con này công suất là 315cc. Shinawa thì là thương hiệu số 1 của Hàng Nhật Bản các bác nhé. Tua nó cực kỳ là cao luôn. Con này được trang bị lam mặt cắt là 35, lam 40. Xích này chạy xích chân 25 nhé. Hai ốc dựng lam, con này là hai ốc 19 luôn. Đó, hai ốc giống Estin các bác nhé. Thắng nếu hoạt động bình thường. Cái dòng đời 4 số này có trang bị là trục giật trợ lực lớn các bác nhé. Đó, các bác nhìn này. Lốc nhá, lốc nhôm, hàm bô trắng tươi luôn. Dòng Shinawa này thì chuyên hệ anh em miền Tây là thích các bác nhá. Các bác cắt gia đình, các bác nào mình đi cắt phân đoạn này nhỏ nhỏ cây rất là thoải mái luôn. Đó, tua cao hệ anh em miền Tây rất là thích. Trọng lượng của máy nó chỉ rơi vào 4,5 kg. Đó, cực kỳ nhỏ nhẹ luôn các bác nhá. Bơm thăng phụ này, máy móc liền lạc, full chức năng cho bác luôn. Đó, con E5 giá là 2.400.000 bao ship. Đó, Shinawa. Đó, test cho bác nghe tiếng máy nhá. Shinawa này bổ sung vào trung tâm chạy được lớn này. Đó, 2.400.000 bao ship. Rồi tiếp theo con E6 thì em có cái Echo này. Con này Echo 441 các bác nhá, 44cc. Dòng chuyên bác mình đi khai thác tầm trung nhá, đi phá rừng thoải mái luôn. Echo. Đó, con này lam bản dày mặt cắt 40, lam 45. Xích này chạy xích chân 325 nhá, lam Latin. Xích này là xích bên em in mới cho nó rồi này. Đó, sợi xích này bác mua ngoài thị trường, con này ít giá cái sợi xích này phải tầm 300 đến 350 các bác nhá. Đó, hai ốc chữ lam, đó ốp nhôm này, đó ốp hợp kim nhôm. Echo thì trọng lượng dòng khai thác nó chỉ rơi vào 5,5 kg. Đi xẻ ván này thì khai thác còn cả ngày luôn. Echo nhưng về độ bền cao rất là cao các bác nhá. Đó. Máy hơi hám giật rất là nhạy nổ luôn. Có đi xẻ xiếc này, có gỗ vanh con này tầm 100 nhá, đó 150. Đó. Máy móc thì cực kỳ là sắc nét luôn, làm là tinh xích mới. Đó, trọng lượng rất là nhẹ nhàng, tua cao, Echo thì độ bền các bác nhá. Sản xuất ra độ bền quá là cao. E6 ra là 2.500.000 bao ship. Đó, con này giật nhẹ nó cũng nổ nhá. Đó, hơi hàng con này rất là căng luôn. Giá là 2.500.000 bao ship. Đó, tiếp theo cây số 7 thì em có một cây Echo lắng đứng này là Kyorip. Đó, Kyorip V3501. Đó, con này thì được trang bị công suất là 35cc. Đó, chuyên là mình cắt gia đình hoặc đi khai thác nhá. Con này lam bản dài mặt cắt 35, lam 40. Xích cả chạy, xích chạy, xích chân 25. Đó, xích này bên em lại in mới cho nó các bác này. Đó, hai ốc dự lam. Đó, lòng đứng này tua cao, đặc biệt dòng này được trang bị là van xả áp các bác nhá. Giật con này rất là nhẹ nhàng luôn, tua cao hệ gọi là bác đi khai thác còn cả ngày luôn, đi xẻ chiếc cây nhỏ rất thoải mái luôn. Đó, cắt gia đình hoặc dòng này bác nào mà chưa xài cưa thì cứ lên tham khảo này. Con số 7 giá là 2.700.000. Đó, Kyorip. Đó, Kyorip Echo là một các bác nhá. Đó. Made in Japan, Kyorip Group. Đó, trọng lượng của máy chỉ rơi vào 5 kg. Đó, rất là nhẹ nhàng, tua cao, thắng tiếp hoạt động bình thường. Đó, cây số 7 giá là 2.700.000 các bác nhá. Đó, test cho bác nghe tiếng máy này. Đó. Oh.
dòng này rất là nhạy nổ luôn các bác nhé. Đó, rất là cao. Đó, cái ốp hơi lỏng một chút này. Cái số 7 giá là 2.700.000 các bác nhé. Máy móc cực kỳ là sắc nét luôn. Đó, con này rất là nhẹ nhàng. Đó, tua cao. Đó, tiếp theo cây số 8 thì em có một cây Mazu Rong Ma. Con này là 355. Đó, công suất dựa vào 36cc. Đó, con này rất là đẹp luôn các bác nhá. Các bác nhìn qua ngoại hình này. Đó, lam con này mặt cắt là 35, lam 40. Xích lạch, xích chạy, xích trung 91. Đó, lam la tinh tả nhiệt các bác nhá. Xích mới này. Đó, hai ốc giữ lam. Dòng này tua cực kỳ là cao bác nhá. Nghe tiếng này, bô là bô giảm thanh cách âm, nghe tiếng cực kỳ là êm các bác nhá. Đó, lên rừng cách con này cách xa khoảng là 5m này sẽ không nghe thấy gì luôn. Trang bị là trục giật trợ lực lớn, giật con này lên rừng nhá. Con này thì bao nhạy nổ bác, tua cao, chạy đã bền máy lợi xăng. Đó, làm là tinh tỏa nhiệt cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó, xích mới luôn này. Trọng lượng siêu nhẹ nhàng, con này chỉ rơi vào 5kg thôi. Đó, bô tạo thành nghe cực kỳ là thoải mái nhá. Thắng thiết hoạt động bình thường. Đó, con này gọi là full chức năng cho bác. Con này mà đi khai thác gọi là liên tục vậy thì các em khảo dòng Mazu này. Đó, dòng Komatsu, thật ra là dòng Komatsu sản xuất các bác nhá. Đó, con E8 đã là 2.900.000 Mazu dòng Ma. Đó, test cho bác nghe tiếng máy nhá. Rất là nhẹ nhàng luôn. Số 8 giá là 2.900.000. Đó, tiếp theo cây số 9 em có một cây Ryobi, con này Ryobi Komatsu các bác nhá. Con này là 3.500. Đó, con này màu vàng, rất là đẹp luôn. Đó, các bác nhìn quả lam nhá, lam Ryobi này. Máy móc nguyên zin bản cực kỳ là sắc nét luôn. Lam mặt cắt là 35, lam 40. Xích là sợi xích trung 91. Đó, hai ốc giữ lam, con này là hai ốc 7 màu các bác nhá. Đó, còn hai con này là một các bác nhá. Đó, do đều cùng một chung nhà máy Echo, đều do nhà máy Komatsu sản xuất. Đó, con này thì bô là giảm thanh cách âm này. Đó, các bác nào thích màu đỏ, màu vàng thì tùy các bác nhá. Đó, máy móc thì công suất nó ngang nhau, trục giật trợ lực lớn, bô giảm thanh cách âm. Đó, bác đi khai thác còn cả ngày luôn. Đó, nghẹt thì dừng cắt này rất là phê các bác nhá. Đó, đi chia phân đoạn các thứ, máy móc nguyên zin nguyên bản thì nó sắc nét. Đó, thắng cho hoạt động bình thường. Đó, con màu vàng này sẽ đẹp hơn con màu đỏ này một chút các bác nhá. Đó, bơm thằng phụ này. Đó, hai con đều có bơm thằng phụ luôn. Trọng lượng chỉ rơi vào 5kg. Đó, con E9 giá là 3.000.000 bao ship Ryobi. Đó, test cho bác nghe tiếng máy nhá. Đây là trắng tươi luôn. Cây đều được trang bị là bô giảm thanh cách âm. Cây E9 giá là 3.000.000 bao ship. Và tiếp theo cây số 10 thì em có một cây Shinawa. Con này là 381 các bác nhá. Con này rất là đẹp luôn. Đó, 40cc, lam bản dày mặt cắt 35, lam 40. Xích là sợi xích chân 25 nhá. Lam là tinh tả nhiệt này, các bác nhìn màu hồng này. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 cực kỳ là sắc nét luôn. Lam của Shinawa nhá, lam zin theo máy nhá. Hai ốc giữ lam. Cái đời 381 này sẽ được trang bị là van xả áp các bác nhá. Giật rất là nhẹ nhàng luôn. Tua cao thì anh em miền Tây rất là thích luôn các bác nhá. Các bác nhìn này, lốc nhôm này. Đó, lốc rất là đẹp luôn. Đó, hàm rồng còn đủ nguyên. 381 này bác đi khai thác gọi là liên tục nha, tua cao. Đó, Shinawa là hiện anh em miền Tây rất là thích rồi, chắc chắn rồi. Dòng này mà đi cắt dừa như cắt quế kiết này, mít miếc bạch đàn cực kỳ là ngon các bác nhá, cực kỳ là mượt, tua cao, chạy rất là lợi xăng luôn. Dòng Shinawa này các bác nhá, số 1 thì không thể chê được rồi. Cái này hai ốc giữ lam luôn, trọng lượng của máy chỉ rơi vào 5kg. Đó, cực kỳ nhẹ nhàng các bác nhá. Đó, tua này rất là cao, giật con này rất là nhạy nổ luôn. Còn em mới giá là 3.200.000. Đó, test nổ luôn cho bác nhá. Đó, giật con này rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Rất là êm luôn các bác nhá. Đó,
cây số 10 giá là 3.200.000 bao ship. Đó, tiếp theo cây số 11 thì em có một cây Estin này. Estin là thương hiệu số 1 thế giới các bác nhé. Con này là Estin 021, con này còn là số 40cc, máy móc liền lạc, thắng đi hoạt động bình thường. Đó, máy được trang bị lá bơ trong phụ nhá. Estin thì về chất lượng này, độ bền, độ hao lửa cực kỳ là ít luôn. Lam bản dài mặt cắt 35, lam 40, xích này chạy xích chung 91. Hai ốc giữ lam, con này là hai ốc 19 các bác nhá. Estin này đóng dập luôn này các bác nhá, cực kỳ là sắc nét luôn. Trọng lượng Estin rơi vào 5kg. Đó, bác nào mà đi khai thác thì bác rất là siêu thích dòng xin ở ngoài luôn. Bác cắt ra đỉnh, cắt chia phân đoạn, Estin tua cực kỳ là cao, số 1 thế giới. Con này là hàng của Đức các bác nhá. Đó, phun chức năng. Đó, đi khai thác gỗ vành con này tầm 80-90. Đó, đổ lại rất thoải mái luôn. Đó, cây E11 giá là 3.500.000 bao ship. Đó, máy móc nguyên zin nguyên bản nha, cực kỳ là đẹp luôn. Estin. Đó. Rất là nhạy nổ nha, rất là đầm máy luôn. Cây 11 giá là 3.500.000 bao ship. Rồi, em sẽ kết thúc video đây. Bạn nào quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số cửa hàng là 0862 567746 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.